Chi hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, lên gần 15.000 người coi rồi kìa. Này bữa hôm Lan Nhi đưa nè. Làm fan meeting á, chị làm fan meeting có ai đi không? Làm không, để làm nha. Ủa gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì vậy? Quấn lên đầu hả? Đội đầu. Là làm sao? Chỉ với coi đội thắt cỡ trời cái gì vậy tụi em, giống cái giọng quá nha, không có biết thiệt luôn á, kiểu style dễ thương hả, là sao không có biết đội làm sao đây nè, chỉ đội cái coi, đội đầu mà đội làm sao vậy nè, phải không? Đội đầu kiểu đi biển ha, đi biển là chùm ngang trước vậy nè hả? Hồi đó giờ mới thấy cái này lần đầu tiên luôn á. À chùm ngang trước. Vừa nãy đúng rồi, là vừa nãy là cái này nè phải không? Gì nè phải không? Cái đầu chỉ là à. Còn sao nữa, rồi ấy xuống vậy nè hả? À buộc xuống vậy nè hả, phải không? Trời ơi, sao tặng chị cái món quà gì mà đúng là gì nè hả, cột xa gì nè hả, gì nè hả? Gì đó hả? Trời ơi, là ngộ gì, là đeo gì, là sao, là cho đẹp vậy thôi đó hả? Ngộ quá ha, đó giờ mới thấy cái này luôn á. Rồi cái nhọn như này là để ra gì hả? Trời ơi, ngộ quá à. Không có biết. Trời ơi. Ê, bây giờ có mấy cái đồ gì mà ngộ quá ha. Cái kiểu nó vậy đó hả? Ờ. Ôi, gầu ghê á. Trời ơi. Rồi khui tiếp nha. Bữa nay có quà của bên hả? Ai nè, ai tặng nè. Thư tình nữa đây. Thảo Ly. Cảm ơn chị Thảo Ly. Ủa kêu cột dây trước cầm nữa là làm sao mới đúng nha? Là cột dây trước cầm hay là cột có làm sao? Chị mở trả lời cho kênh chat. Ủa là làm sao? Trời ơi, mở trả lời nhiều người đó vô trả lời chắc chị. Sao chị đọc hết? Có quà của bên quà trung thu bên ekip của hoàng tử. Hoàng tử hư đốn. Đây. Ủa mấy cái con này hết à, cái con này hồi nãy tặng ở chỗ diễn nè mà đeo vô không có kịp. Dễ thương quá à. Ủa.
Ủa trời ơi, hay quá vậy nè.